Đà Lạt nổi tiếng với những con dốc, và con dốc ngày hôm nay sẽ đưa chúng ta đến với một căn villa hiện đại và vô cùng thông thoáng tại khu biệt thự An Sơn. Với diện tích 229m², căn nhà sẽ có tổng cộng 4 tầng với đầy đủ các không gian thư giãn, giải trí, sân đổ ô tô và 6 phòng ngủ để gia chủ sinh hoạt hoặc kinh doanh lưu trú du lịch. Thế đất cao, tầm view thoáng ngắm đồi thông Dinh Ba và mùa hoa quỳ đang vô cùng rực rỡ tại thành phố Đà Lạt. Tất cả sẽ mang lại một cảm giác thực sự đặc biệt mà có lẽ chỉ Đà Lạt mới có được. 12.500.000 đồng là mức giá cho sản phẩm ngày hôm nay, và ngay bây giờ sẽ là toàn bộ thông tin chi tiết trên kênh YouTube Thành Nhà Land. Bất động sản Thanh Nhã Land xin kính chào quý vị anh chị khách hàng và các nhà đầu tư. Hiện tại thì Nhã đang có mặt tại một con dốc thuộc đường An Sơn, phường 4 của thành phố Đà Lạt. Và vị trí này thì sẽ nằm đối diện với ngọn đồi Dinh Ba của vua Bảo Đại. Và ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 và những tháng cuối năm thì Đà Lạt tiết trời rất là đẹp, trời nắng, gió nhẹ, có một chút se lạnh, và đặc biệt là những cái mùa hoa vào cuối năm thì rất là đặc trưng tại thành phố ngàn hoa. Ví dụ như là hiện tại đang là mùa hoa dã quỳ, đang rất là rực rỡ. Và sản phẩm ngày hôm nay Nhã muốn giới thiệu cho quý vị anh chị sẽ là một căn villa nghỉ dưỡng sở hữu một cái không gian và tầm view rất là thoáng, với diện tích tổng là 229m², bề ngang là 16m, có một cái khối nhà ở bên tay phải ở phía trên, phía dưới sẽ là một cái khoảng sân đổ ô tô cũng như là một cái không gian để thưởng trà thư giãn. Và phía dưới tầng hầm thì chúng ta sẽ có thêm một cái không gian trống để sinh hoạt, để thư giãn ở dưới này, với một bàn bia, một phòng karaoke và nhà vệ sinh cũng như là các cái vật dụng để phục vụ cho các cái bữa tiệc cho gia đình chúng ta ở phía dưới tầng hầm này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng khám phá cái tầng trệt của căn villa này, với một khoảng sân ở đằng trước cũng khá là rộng, bề ngang lên đến phải là 10m, và kết nối trực tiếp với bên trong sẽ là phòng khách liền với lại là không gian nhà bếp. Phía sau thì vẫn sẽ có một cái khoảng ban công để ngắm view, và còn lại thì chúng ta sẽ có là 2 phòng ngủ và 1 nhà vệ sinh. Gần như là căn villa này sẽ thoáng 4 mặt, và chúng ta sẽ có tầm view ở phía trước và phía sau khá là thông thoáng. Tiến lên không gian tầng lầu của căn villa này thì tại đây chúng ta sẽ có tổng cộng là 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh và một cái phòng khách ở ngay vị trí chân cầu thang. Tất cả các phòng ngủ thì đều được gia chủ thiết kế những cái khung cửa sổ lớn, và đặc biệt là có một số phòng thì có cả những cái khoảng ban công để ngắm view và để cái căn phòng ngủ nó trở nên là vô cùng thông thoáng. Tuy nhiên thì cũng có một vài điểm khá là đáng tiếc tại căn villa này, ví dụ như là có một số phòng ngủ thì gia chủ không thiết kế nhà vệ sinh khép kín, thì đâu đó nó sẽ tương đối là bất tiện nếu như chúng ta sử dụng cái căn villa này vào mục đích là kinh doanh lưu trú du lịch. Tiến lên không gian trên cùng của căn villa sẽ là tầng áp mái. Thì tại đây chúng ta sẽ có một không gian trống rất là rộng, có một phòng ngủ và một nhà vệ sinh. Đặc trưng của các tầng áp mái đó chính là cái chiều cao của mái nó sẽ không được cao, cho nên là cảm giác khi chúng ta đặt chân lên đây sẽ là khá là bị ngợp. Tuy nhiên thì với lợi thế là thoáng gần như là 4 mặt và nằm ở vị trí thế đất cao, cho nên là khi Nhã bước lên cái tầng áp mái của căn villa này thì cảm giác vẫn rất là thoải mái, rất là mát mẻ, và đặc biệt là tầm view thì rất là thông thoáng, rất là đẹp. Và vừa rồi là toàn bộ thông tin chi tiết về sản phẩm ngày hôm nay mà Nhã muốn gửi đến cho quý vị anh chị khách hàng cũng như là các nhà đầu tư. Một căn villa tọa lạc trên một con dốc có thể nói là rất là đặc trưng của thành phố Đà Lạt, tọa lạc tại cung đường An Sơn, với diện tích là 229m², bề ngang là 16m, tổng công năng sẽ là một hầm, một trệt
một lầu và một áp mái với sân đỗ ô tô, không gian giải trí, 6 phòng ngủ, 6 nhà vệ sinh. Và hướng chính của căn nhà sẽ là hướng Tây Nam. Mức giá hiện tại từ gia chủ đưa ra là 12 tỷ 500 triệu đồng, vẫn còn thương lượng cho quý vị anh chị thiện chí quan tâm. Và toàn bộ thông tin chi tiết thì nhà có để dưới phần mô tả của video này. Quý vị anh chị quan tâm có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại nhà đang để trên màn hình hoặc comment vào phía dưới video. Một lần nữa thì Nhã xin cảm ơn quý vị anh chị khách hàng và các nhà đầu tư đã theo dõi và ủng hộ kênh. Hẹn gặp lại vào các video sau. Nhã xin chào.